Trên các tuyến đường từ nông thôn đến thành thị, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông chưa có ý thức tuân thủ luật giao thông, phổ biến là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tình trạng người vi phạm luật giao thông ngày càng trẻ hóa, trong đó có không ít học sinh, sinh viên. Rất nhiều bạn nam là lạng lách, đánh võng và đi không đúng làn đường của mình và thể hiện những cái tôi của mình. Em thấy rất là nguy hiểm và đôi khi các bạn phóng nhanh quá có thể ngã xe hoặc là nguy hiểm rất là nghiêm trọng và có thể gây chết người. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, 9 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể toàn tỉnh xảy ra 429 vụ tai nạn giao thông, làm chết 145 người, bị thương 384 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 47 vụ, tăng 11 người chết, tăng 145 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm cũng như điều tra giải quyết tai nạn giao thông thì chúng tôi thấy rằng nguyên nhân là chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông vi phạm một số cái hành vi như là không chú ý quan sát, đi ngược chiều, sử dụng rượu bia, đi sai làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ và một số cái hành vi vi phạm khác. Để đảm bảo trật tự an thông cũng như an toàn giao thông thì ngoài lực lượng cảnh sát giao thông cần có sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và đặc biệt là mỗi người tham thông chúng ta cần nâng cao ý thức, thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông. Cũng theo số liệu của Công an tỉnh Hưng Yên, 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và ra quyết định xử phạt gần 17.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, cao nhất là xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Những con số trên cho thấy tình hình vi phạm luật giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn vẫn còn diễn biến phức tạp. Người sử dụng rượu bia không làm chủ được tay lái, có xu hướng phóng nhanh, vượt, không đảm bảo an toàn, không chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Hàng ngày, vào 2 buổi sáng chiều, đài truyền thanh các xã thị trấn của huyện Khoái Châu đều phát bài tuyên truyền về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông và quy định về không sử dụng rượu bia khi lái xe. Từ đầu năm 2024, đội cảnh sát giao thông công an huyện Khoái Châu đến các nhà hàng quán ăn trên địa bàn cho chủ hộ ký cam kết và treo dán pano tuyên truyền với nội dung đã uống rượu bia thì không lái xe, an toàn cho bạn và cho xã hội. Đối với xe cá nhân của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông tặng pano tuyên truyền để dán ở đuôi xe. Đến nay đã có gần 40 nhà hàng trên địa bàn huyện Khoái Châu và hàng ngàn ô tô được dán thông điệp tuyên truyền này. Việc làm này đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của một bộ phận người dân nói không với rượu bia khi tham gia giao thông. Khi mình tham gia giao thông mà mình sử dụng rượu bia ấy, thì cái sự tỉnh táo của mình nó sẽ không có. Không uống rượu bia mình lái xe thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Khi mình tham gia giao thông mà mình sử dụng rượu bia ấy, thì cái sự tỉnh táo của mình nó sẽ không có. Nó sẽ gây ảnh hưởng đến chính bản thân mình và tất cả những người xung quanh bên mình nữa. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Khoái Châu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là vào buổi trưa và buổi tối nhằm phát hiện và xử phạt những hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Thực tế, quá trình kiểm tra cho thấy đa số lái xe đã chấp hành nghiêm quy định, tuy nhiên còn một số bộ phận lái xe vẫn sử dụng rượu bia khi lái xe hoặc có biểu hiện chống đối khi lực lượng công an kiểm tra. Tăng cường cái công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các cái nhóm hành vi là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, với quan điểm là thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nâng cao nhận thức cũng như ý thức thượng tôn pháp luật của người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thông qua cái công tác tuần tra kiểm soát cũng như là điều tra xử lý tai nạn giao thông thì chúng tôi phát hiện ra các cái nguyên nhân, các cái bất cập, hạn chế để từ đó kiến nghị các cái giải pháp để nâng cao cái hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Với các cái biện pháp và nội dung trên thì đánh giá từ đầu năm 2024 đến nay tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện là có nhiều chuyển biến rất tích cực, đặc biệt là tai nạn giao thông được kiềm chế, nhận thức cũng như là ý thức thượng tôn pháp luật của người dân tham gia giao thông trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt. Đây là một buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho sinh viên do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thương Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an thị xã Minh Hảo tổ chức. Hơn 300 sinh viên được nghe và xem những lỗi vi phạm giao thông phổ biến và các tình huống dẫn đến tai nạn giao thông để rút ra kinh nghiệm cho mình. Những buổi tuyên truyền như này rất thiết thực đối với sinh viên trong trường. Văn hóa tham gia giao thông là sự tổng hòa của các quy tắc, thói quen cũng như là hành vi của những người tham gia giao thông nhằm đảm bảo được sự an toàn và trật tự khi mà chúng ta tham gia di chuyển trên đường, tạo ra một cộng đồng tham gia giao thông một cách an toàn và văn minh hơn. Thì em phải có trách nhiệm là đi tuyên truyền và nâng cao được cái ý thức tham gia giao thông cho bạn bè và những người xung quanh em để tạo ra một cộng đồng vững mạnh hơn. Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Mỹ Hà cũng phối hợp với cả Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghiên thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời cũng phối hợp với cả nhà trường để tổ chức những buổi tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến các bạn và hướng dẫn các bạn kỹ năng tham gia giao thông là an toàn để nhằm giảm thiểu cái tỷ lệ tai nạn giao thông ở trên đường. Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và văn hóa giao thông của giới trẻ thì vai trò giáo dục tuyên truyền của nhà trường đóng vai trò quan trọng, từ đó hình thành nên văn hóa giao thông trong học đường. Trường Trung học phổ thông Trưng Vương huyện Văn Lâm thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Lâm tổ chức các buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và ký cam kết giữa nhà trường, đại diện phụ huynh học sinh và học sinh về chấp hành luật giao thông khi lưu thông trên đường. Khu chúng em sống là nó gần cái quốc lộ 5 này, thấy rất là nhiều vụ tai nạn giao thông do là đi sai làn đường, cái qua đường mà nó không chú ý ấy. Từ bây giờ bản thân em cũng nhận thức được là lên đi những cái cầu vượt qua đường thì nó an toàn hơn. Ở nhà trường có những cái câu lạc bộ, rồi có đoàn thanh niên thường xuyên là đi kiểm tra và nhắc nhở học sinh để thực hiện tốt cái an toàn giao thông này. Và tôi nghĩ rằng để làm tốt cái công tác an toàn giao thông thì cũng không chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền hay là kiểm tra, mà đây còn phải là sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là của cả nhà trường, gia đình nữa và xã hội, đặc biệt là gia đình. Rất nhiều gia đình là cũng chưa thực sự là quan tâm đúng mức về cái việc con cái chấp hành an toàn giao thông, thậm chí là có một số bố mẹ lại còn giao cho con cái chìa khóa cũng như là xe máy khi chưa đủ độ tuổi và cũng chưa có giấy phép. Rất nhiều gia đình là cũng chưa thực sự là quan tâm đúng mức về cái việc con cái chấp hành an toàn giao thông. Công tác phổ biến luật giao thông và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn đối với học sinh sinh viên cần phải làm thường xuyên và lâu dài. Mặt khác, hình thức và nội dung phải đa dạng. Có như vậy mới hình thành cho các em học sinh thói quen chấp hành pháp luật nói chung và luật giao thông nói riêng.